Thưa quý vị, ba cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ phục kích tại Chile hôm 27 tháng 4 theo giờ địa phương. Tổng thống nước này đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc kể trên. Theo truyền thông địa phương, ba cảnh sát đang đi tuần tra ở khu dân cư Canet thuộc vùng Biobío của Chile thì một nhóm có vũ trang bất ngờ nổ súng và đốt chiếc xe tuần tra. Với nỗi đau buồn sâu sắc, tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình trung sĩ Carlos Cisterna, hạ sĩ Sergio Arevalo và hạ sĩ Michel Vidal, những người đã bị giết hại ngày hôm qua trong một vụ việc đáng bị lên án. Tổng giám đốc lực lượng cảnh sát Carabinero tuyên bố sẽ điều tra và tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công. Vụ phục kích diễn ra tại khu vực thường xuyên xảy ra xung đột và đã hứng chịu các cuộc tấn công, đốt phá nhằm vào nông dân, người dân Mapuche và các sĩ quan trong những năm gần đây.